Thi Đen mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Thi Đen Vlog nha. Dạ sáng hôm nay Thi Đen đi đặt mấy cái bẫy cô chú anh chị ơi. Đặt xong Thi Đen sẽ đi thăm cái luồng 25 cái của chú anh chị. Luồng đó luồng 35 cái nhưng mà mất hết 10 cái của chú anh chị ơi. Còn đây đầu ngày của Thi Đen đây của chú anh chị. Đây cô chú anh chị ơi. Thi Đen lấy đi 13 cái. 13 cái đi đặt xong thì Đen sẽ đi thăm cái luồng 25 cái luôn, luồng 35 cái nhưng mà mất hết 10 rồi. Đây đầu ngày thì Đen lấy đi hai cái túi lưới bao tay, còn lúa ở bên dưới của chú anh chị ơi, bên dưới đây. Ơi ngày mới thì Đen cũng không quên chúc cho cô chú anh chị và các bạn một ngày mới luôn tràn đầy niềm vui và thành công trong mọi công việc nha. Chúc anh em đồng nghiệp sân bắc đều trúng bánh nha. Ơi Thi Đen sẽ đặt hết cái số 7 này. Đặt hết số 7 này Thi Đen sẽ đi thăm, Thi Đen quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Giờ rồi bên đây Thi Đen có đặt một cái luôn cô chú anh chị ơi. Đây là cái đầu tiên của Thi Đen luôn. Đây. Thi Đen lấy đi đặt hồi nãy còn dư một cái đây cô chú anh chị. Thì đang đi đặt hồi nãy còn một cái để dành xích cua rồi xem ta tới bên kia luôn. Đây có bẫy Thi Đen có gì không đây, cái bẫy đầu tiên rồi gắn mối vô luôn. Thì đang ấp máy luôn cô chú anh chị. Được rồi, bên đây Thi Đen có đặt một cái luôn cô chú anh chị ơi. Gió. Chúng ta cắt cỏ tới. Rồi. Cái bẫy Thi Đen chắc chúng ta đạp luôn. Nó quá. Bẫy còn không đây? Ồ, bẫy còn cô chú anh chị ơi. Chuột ngủm rồi. Cái bẫy này chuột ngủm cô chú anh chị ơi. Được rồi, bên đây Thi Đen có đặt một cái luôn cô chú anh chị ơi. Cái này có gì không đây? Khuya. Rồi hình như chuột ngủm nó ơi cô chú anh chị ơi. Chuột ngủm rồi. Giờ rồi bên đây Thi Đen có đặt một cái luôn cô chú anh chị ơi. Cái này chiến rồi. Mấy chiến trước là dính được một em hành. Em hành cũng khá là to. Chiến này có gì không đây? Thì đang dòm vô thấy cái bẫy vẫn còn của chú anh chị. Bẫy còn có gì không đây? Nhẹ te luôn. Chuột vẫn còn luôn của chú anh chị ơi. Em nói đây. Giờ rồi bên đây Thi Đen có đặt một cái luôn cô chú anh chị. Trong đây Thi Đen có đặt một cái luôn. Ở trong đây trong kia đó. Bên đây cô chú anh chị. Có nặng nặng cho chú anh chị ơi. Còn gì đó. Ồ, một em hành nhỏ của chú anh chị. Nó đây. Đây Thi Đen ấp máy luôn của chú anh chị. Giờ rồi bên đây Thi Đen có đặt một cái luôn của chú anh chị. Bên kia anh ta đang cắt cỏ nữa. Đấy Thi Đen đâu ta. Ở dưới đây của chú anh chị. Nó đây. Chuột vẫn còn luôn của chú anh chị. Anh chuột chạy tăng tăng luôn. Rồi tiếp tục bên đây Thi Đen có đặt một cái luôn của chú anh chị. Sáng giờ mới dính được một em một. Cái này có gì không đây?
khuy. Quá trời cỏ. Dạ. Cỏ nó cao nhồng hết trơn. Có gì không đây? Cái này nặng của chú anh chị ơi. Cái này nặng đấy. Em nói nặng. Có hàng sướng sướng của chú anh chị ơi. Quá trời phê. Đây của chú anh chị. Đấy, cái đầu em nói đây. Đấy, sướng. Quá phê luôn của chú anh chị ơi. Sướng. Em này em thứ hai của chú anh chị. Mà em đầu tiên hồi nãy nhỏ xíu à. Em này sướng rồi, vui nhất rồi. Rồi thì đang ấp máy luôn. Rồi, bên đây thì đang có đặt một cái luôn của chú anh chị ơi. Cỏ bữa nay nó lên cao hết trơn. Chưa ai cắt cỏ. Nó lên cao nhồng. Phải đi vòng đường này của chú anh chị ơi. Cỏ cao quá trời cao luôn. Khuy. Cỏ nó cao cao. Khuy hàng. Có gì không đây? Nặng của chú anh chị ơi. Nặng tiếp tục nặng. Nặng. Khóa sướng luôn. Phần em nói. Quá trời sướng luôn. Hai em. Sướng. Sướng của chú anh chị ơi. Quá phê. Đấy. Phê quá của chú anh chị. Rồi thì đang ấp máy thì đang sẽ đặt cái bẫy Sico vô cái của chú anh chị. Rồi bên đây thì đang có đặt một cái luôn của chú anh chị ơi. Cái điểm quen thuộc của chú anh chị. Điểm huyền thoại. Cái này là thường xuyên dính luôn. Mà chưa dính gắn bự của chú anh chị. Vừa dừa không à. Chú này có gì không đây? Như chuột ngủm gì ta. Rồi chuột ngủm của chú anh chị ơi. Đây cô chú anh chị ơi, thì đang về tới nhà luôn cô chú anh chị. Mưa quá thì đang chạy về luôn. Đây cô chú anh chị, thì đang bắt hai em này ra luôn. Đây, em nói đây. Đang bắt hai em này ra luôn cô chú anh chị ơi. Mưa quá trời mưa. Thì đang thăm mới được mười mấy cái rồi cô chú anh chị ơi. Mai mới thì đang đi thăm tiếp. Chiều nay thì đang bận công chuyện rồi. Đấy, em nói ra đây cô chú anh chị ơi. Sướng. Em này nhất cô chú anh chị. Em này vô nhất. Đây. Quá sướng luôn. Rồi thì đang bỏ em nói vào lưới bắt tiếp cô chú anh chị ơi. Bữa nay thăm 12 cái mà vô hai con nhất với một gắn ba của chú anh chị. Đây đang bắt em này ra luôn của chú anh chị ơi. Em này bự quá. Đấy. Ông này còn mất sẵn rồi. Ra em trai. Đấy. Em nói ra. Quậy quá trời luôn. Em này cũng nhất cô chú anh chị ơi. Sướng. Đây cô chú anh chị. Tôi thì đang ấp máy luôn cô chú anh chị ơi. Ngày mai thì đang sẽ thăm tiếp tổng kết gắn luôn cô chú anh chị. Cái luồng 25 cái luôn.
Dạ rồi, bên đây thì đang có đặt một cái luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp tục cái hành trình hồi hôm qua luôn. Hôm qua thì đang thăm thăm mưa gì, mưa lại cái thì đang chạy về luôn. Mưa quá trời mưa luôn cô chú anh chị ơi, hôm qua. Cái thì đang chạy về luôn. Đây. Bên đây thì đang có đặt một cái đây. Có gì không đây? Ồ thì đang thấy cái dấu lăng lăng cô chú anh chị ơi. Mà không thấy phân, thấy dấu em nó lang lang này, không thấy phân. Ô chuột của chú anh chị ơi, con chuột làm tới láng luôn, chuột ú nu luôn. Đây của chú anh chị, em nói đây, đây thì đang ấp máy luôn của chú anh chị. Đây rồi bên đây thì đang có đặt một cái luôn của chú anh chị ơi. Bên bữa chú giờ người ta dọn, người ta dọn trống trơn rồi. Mất luôn cái bẫy của chú anh chị. Ta dọn trống trơn. Mất thêm một cái bẫy. Đây, như đây thì đang có đặt một cái đây. Cái này trứng, trứng vừa rồi là bị sảy của chú anh chị. Người ta đạp xong sảy luôn. Đạp cái bẫy. Xịt lép. Cái này có gì không? Nhà tre luôn. Chuột vẫn còn. Ôi chuột chết chứ. Chuột ngủm rồi. Vậy rồi bên đây thì đang có đặt một cái luôn cô chú anh chị. Cỏ quá trời cỏ. Rồi cái dấu ai vô nữa. Nước bẫy thì đang còn không đây? Ồ thấy bẫy còn cô chú anh chị. Dấu ai vô làm gì đây? Ồ, có hàng của chú anh chị ơi. Đây. Em nói đây của chú anh chị. Một em bánh mì. Bánh mì Sài Gòn. Đây thì đang ấp máy luôn của chú anh chị. Dạ rồi bên đây thì đang có đặt một cái luôn của chú anh chị. Em đặt dưới đây một cái luôn. Ồ, đang thấy cái lưng em nó luôn cô chú anh chị. Đây. Đây cô chú anh chị. Phần một đống luôn. Phần em nó một đống luôn. Đây em nó đây. Sướng cô chú anh chị. Thì đang ấp máy luôn cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị ơi, thì đang bắt hai em này ra luôn cô chú anh chị. Bắt em hoa này ra trước luôn cô chú anh chị. Quên thao miệng bao nữa. Quay clip gì tin nhắn à? Không, cái găng Vinh hồi nãy mới bắt ra nè, con mới bắt ra kiểu ra nữa chứ. Ê ê gớt luôn rồi. Ngã luôn rồi. Đây cô chú anh chị ơi. Em nói ra đây cô chú anh chị. Chị đang bỏ vào lưới bắt con hôn ngựa ra luôn. Còn cái nữa cũng hết bẫy rồi. Hai cái này lâu rồi. Con mới lại cuốn á. Cái chỗ nhà ông Mười. Đất 10 với cái chỗ bên đây có đâu chết chuột lâu rồi. Lâu rồi à, hôm gài làm cái bẫy cho anh Lương á,
em đi làm cho nó xong mới đi thăm. Đây cô chú anh chị đang bắt hộ ngựa ra luôn cô chú anh chị. Con hộ ngựa em tập tập thì ớn quá, tại vì mang bao tay chắc ăn. Ra đôi luôn cho nó nhanh. Chú anh chị em nói ra đây. Ý ý tắt đi ớn luôn. Tôi thì đang bỏ vào lưới luôn cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị ơi, thì đang tổng kết gắn của thì đang luôn cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị. Được nhiêu đây? Hai em hành nhất. Với một em hành nhì. Em hành ba. Một hộ ngựa cô chú anh chị. Cái luồng 25 cái. Tôi thì đang chào cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo nha.